latinum o algo así. Bien, y además puede convertir esos puntos en, pues, en dinero, puede ser en regalo. Xin chào cô chú. Đây là bữa trưa của bọn mình. Ôi, nhưng mà bà nói vậy mọi người nghe được không? Mình nghe được. Tức là phải lấy lòng tiếng. Chào chào lại. Thôi. Đây là bữa trưa của bọn mình. Đó. Anh em thì nó rất là ngon. Khoai tây xào với thịt bò, ngô và rau củ. Đấy, wow, mấy đậm ngọt bằng xúc xích tích và trứng lúc trứng. Wow. Ê, quay tham lát đi. Quay tham lát mình ăn đấy. Trời, mồm mình cứ ngồi mồm mồm. Em bà quay đi rồi để tôi về tôi quen đi ô tô. Nhìn mất nét rồi. Nhìn xa xíu. Ừ. Đây đây, nhận định nha. Thật ra cái nước này giống nhau mà. Ừ, cái khác là khác đấy. Khác cái mà mình cho vào. Ừ. À, khác cái topping. Tiền mua một cái. Ớ này rẻ mà 10.000 thôi đây mà. Chào Trâm. Mọi người ơi, đến đây cùng xuống. Tôi ăn nhân bằng đấy, kiểu đập ra. Tầm 100 đồng. Cái này trông giống tiền người Mông mới ăn, người tiền Đông Dương ấy. Mấy gì? Tôi nghĩ thế. Kiểu sao rất là đẹp nhé. Cái bút cát mình mua tặng nhau. Hồi đấy là đi Sapa với Bắc Hà 3 ngày 2 đêm rất đơn giản, anh chẳng biết gì đâu. Anh không biết một tí gì về Sapa. Đấy. Thế thì anh cứ nhận đi. Nhưng mà đôi vợ chồng đấy cực kỳ dễ thương. Ở khách sạn Victoria Sapa rồi các thứ. Các bạn bây giờ mình đang ăn sáng ở phố ẩm thực nha, phố ẩm thực Hanu. Hôm nay trời mát, xem các bạn đoán xem bọn mình ăn gì nào. Ăn với người bạn của mình đó chính là Trâm. Đây chính là món bánh đúc nha. Bánh đúc nha, rất phù hợp cho một buổi sáng mát lạnh. Không có, mình còn có TH Chu Miu nữa. Tuyệt vời, thơm ngon, mời các bạn ăn nha. Chào các bạn, bây giờ đã đến chuyên mục ăn trường tụi mình. Và tôi sẽ để cho hai bà bên cạnh nói. Mời các bạn nói đi. Ăn gì gì gì. Chào các bạn, đã là mình đây. Nói cái đéo thì trông như giỏi hơi. Đây là món mực nướng sốt Thái. Ừ. Gà rang, rau luộc và xúc xích của Đặng Bảo Ngao. Ok. Thôi, tụi bọn tôi ăn đi, tụi tôi quá đói. Hôm nay bọn mình học ngoại khóa về hướng dẫn du lịch. Đây là ba chúng tôi. Đây là Châu. Đây là Phạm Sơn, Lâm Phú Pháp Hai. Ồ, chào bạn thân nhá. Ôi, sao tự nhiên mình đi ăn mình gặp nhau thế này. Chơi nhớ dại gặp nhau luôn. Thật là có duyên, là có duyên, ok.
chào các bạn, để chuyên mục bạn đến chơi nhà. Và hôm nay mình lại chiêu đãi Đặng Bảo Ngọc mì tôm. Vâng, ba lần Đặng Bảo Ngọc đến chơi nhà mình thì ba lần đều được ăn mì tôm nha các bạn. Ok, chào đi, chào my subscriber. Adios. Đây là vlog một ngày trường đại học Hà Nội. Dày quá không đâu, trời ơi. Đâu kìa. Let's go. Ui. 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 Thế ui lạnh quá. Đi tắm biển không cả nhà ơi. À, xin chào các bạn, tôi đang ở biển gì đó. Bãi biển Hà Nội. Ui trời ơi. Xong rồi dậy mà ta bơi đi. Anh ta nóng ngập đến đâu, gần đến đầu gối, lấy chướng. Các em 2K2 hãy get used to it với việc này nha. Sợ anh, kiểu đang đi sợ, sợ giẫm vào cái gì nhất nhất ấy. Phải ăn không chịu nổi. Trông ấy trông như thằng bàn báo. Wow wow. Vui ghê. Cẩn thận các bà ơi, giẫm vào con dê nhá. Ủa, sao sân trường có rong rêu? Đại học Hà Nội, múa giày đi lắm. À. Ôi. À, thì là các bạn đây là thầy dạy du lịch của mình nha. Ui ngầu. Gì đấy?